sướng run người là có thật. Nữ TikToker Việt Nam Duchen Dance Cover của thành viên nhóm nhạc BTS bất ngờ được chính chủ vào bình luận khiến ai cũng phải ghen tị. Từ chối những ồn ào rắc rối, Đào Lê Phương Hoa, nữ TikToker với gần 14 triệu lượt follow đã chọn cho mình lối đi riêng. Không xâm chiếm top top bằng các trend biến hình mà clip nào của cô nàng cũng đạt triệu view. Và mới đây nhất, cô nàng có lẽ là một fan girl do idol may mắn khi được tài khoản có tích xanh của nhóm nhạc BTS thả icon vào clip của mình. Trong thời gian top top bị bão hòa bởi có quá nhiều trend biến hình thì vẫn có một TikToker rất khác. Cô nàng Đào Lê Phương Hoa chỉ chăm chú vào chuyên môn của bản thân và làm rất tốt. Chính cô nàng cũng không khỏi bất ngờ và vui sướng khi được tài khoản TikTok của nhóm nhạc thần tượng đinh đám vào bình luận, khiến các fan girl khác đều nể phục và cảm thấy ghen tị. Ai cũng biết nhóm nhạc nam K-pop BTS nổi tiếng cỡ nào. Đã được tài khoản tích xanh vào comment thì dự là chiếc clip cover này view sẽ còn tăng như phi mã, lên vù vù cho mà xem. Đúng này. Mời đẹp. Còn bạn, bạn nghĩ sao về màn dance cover của TikToker Đào Lê Phương Hoa? Comment ngay cho TV Chen được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.